em được vay lợn bán không chị ơi? Anh chị mua lợn thì em lại cho Yến nhé, 140k một cân. Lợn thả rông con từ 10 cân đổ lên. Hôm nay chỉ có canh tước thôi. Chủ nhà đi vắng, chưa hỏi được giá. Trời ơi, thế là em quay bản cho anh chị xem thôi. Oh,